Xin chào mọi người, trong video này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng tính năng là quét danh sách bạn bè của một người dùng bất kỳ trên Facebook. Sử dụng cái phần mềm MacData, đây là phần mềm quét data Facebook của Messenger nhé. Thì để sử dụng tính năng này thì rất là đơn giản. Đầu tiên các bạn nhập giúp mình danh sách UID của các tài khoản mà mình muốn sử dụng để check thông tin và quét thông tin đấy. Thì đây dự sự mình sẽ có cái UID đây. Mình sẽ paste vào đây. Thì các bạn có thể là có danh sách nhiều ID cũng được. Thì tại vì là nếu các bạn chỉ sử dụng một ID đấy thì trong quá trình quét có thể là phần mềm nó sẽ block tính năng của cái nick này, dẫn đến là quá trình quét nó sẽ bị gián đoạn đấy. Thì để tránh tình trạng bị gián đoạn thì các bạn có thể nhập thêm nhiều ID vào đây nhá. Thì trong phạm vi của video này thì mình chỉ gọi demo, thì mình sẽ nhập một UID nhé. Các bạn nhập giúp mình cái UID của người dùng mà các bạn muốn quét danh sách bạn bè nhé. Đấy, thì mình sẽ tìm một người dùng bất kỳ. Và có một cái lưu ý là bắt buộc là người dùng này phải để công khai bạn bè, tức là mình có thể check được danh sách bạn bè ấy. Đấy, còn nếu mà để chế độ là riêng tư thì chịu, không quét được. Đấy, ví dụ như nick này mình sẽ vào phần friend này. Đó, như vậy là nick này đang để chế độ là công khai đúng không? Đó, thì mình sẽ copy. Đây, mình sẽ copy luôn cái ID của nick này. Đó. ID của nick này và cuối cùng các bạn nhấn start thôi. Đó, các bạn có thể thấy là phần mềm quét rất là nhanh đúng không? Đó, đã quét ra rất nhiều. Mình check xem là nick này khoảng bao nhiêu bạn bè. Đây không hiển thị số lượng bạn bè. Ở đây 4.000 bạn bè. Đó, thì nếu mà với lượng 4.000 bạn bè này thì mình nghĩ là các bạn nên nhập từ 5 đến 10 tài khoản vào đây. Đó thì phần mềm sẽ quét ra toàn bộ bạn bè của tài khoản này được mà không bị gián đoạn đấy. Còn nếu các bạn chỉ sử dụng một hai tài khoản đây thì có thể là đang quét dở thì nick đấy nó bị Facebook nó chặn tính năng. Đó, dẫn đến là mình sẽ không quét được tiếp nữa. Ok. Đó, thì đó chắc là mình demo đây thôi. Còn nếu mà các bạn dùng thì các bạn cứ cho chạy quét toàn bộ bạn bè xong rồi các bạn thể lọc để phục vụ mục đích nào đấy. Giả sử như mình muốn là các bạn có thể là copy danh sách tên này để mình đặt tên cho những cái tài khoản ảo của mình đúng không? Hoặc là các bạn có thể sử dụng tính năng là xuất ra file Excel. Đó, sau đó các bạn sẽ lọc và lưu trữ trên Excel luôn cho tiện nha. Ok, trong video này mình đã hướng dẫn các bạn cách sử dụng là tính năng quét bạn bè của một tài khoản Facebook bất kỳ trên Facebook. Thì trong các video tiếp theo mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng thêm các tính năng hay ho khác nữa nhá. Và các bạn có thể thấy là khả năng là tính cái tài khoản này của mình khá là trâu bò, quét khoảng 1.600 bạn bè vẫn quét ầm ầm. Nói chung là sẽ tùy tài khoản đấy, tài khoản nào mà khỏe cứng thì sẽ ít bị block tính năng hơn thì các bạn có thể quét nhiều hơn, còn đối với những tài khoản nào yếu ấy thì sẽ quét được ít hơn, dễ bị Facebook chặn tính năng hơn nhá.